Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề gọi là Tàu Cộng bây giờ họ đang kiểm soát dân chúng. Không phải là vấn đề nhận diện, cái đó là xưa rồi. Tất cả dân chúng tàu bây giờ đều có hồ sơ nhận diện. Cho nên những người nào mà ra tranh vấn đề biểu tình, vấn đề chống Tàu Cộng, nó biết liền và nó bắt. Vì nó suốt 5 năm nay, nó đã nhờ đồng tiền của Mỹ và kỹ thuật của Mỹ mà nó nhận diện, nó gọi là identification, personal identification. Nó biết nhận diện tên và tuổi và lý lịch từng người. Là vì nó gắn camera hàng 200-300 triệu cái camera ở bên tàu, ở các thành phố lớn. Vì vậy cho nên dân chúng bị nó kiểm soát là thường. Thế thì hôm nay cũng sẽ kiểm soát cái gì? Còn hay hơn thế nữa, nó cũng lại nhờ Mỹ. Bây giờ nó kiểm soát, nó điều khiển con người bằng trí óc. Nó gọi là artificial intelligence. Vì vậy cho nên Tàu Cộng bây giờ nó kiểm soát rất kỹ lưỡng những người dân tàu, giống như là một con vật. Không còn là vấn đề gọi là độc tài hay là vấn đề mà chúng nó đàn áp dân chúng. Đó là bản tin của Epoch Times chúng tôi mới nhận được, là Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói về vấn đề vũ khí điều khiển não của Tàu Cộng. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xử phạt 34 công ty Tàu Cộng có quan hệ với Đảng Cộng sản tàu. Khi làm rõ lý do của các lệnh trừng phạt, Bộ Thương mại đã vạch trần một cách hiếm hoi vũ khí điều khiển não mà Cộng sản chưa từng công nhận. Tháng 10 năm 2020, đã có hơn 20 nạn nhân bị kiểm soát não đệ đơn kiện công an của tỉnh Quảng Đông. Cùng ngày, thì Cục Công nghiệp và chứng khoán thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã liệt kê 34 công ty và tổ chức Tàu Cộng vào danh sách thực thể thương mại hạn chế xuất khẩu công nghệ và sản phẩm của Mỹ cho các công ty này. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cáo buộc Học viện Khoa học Quân y Giải phóng của quân đội Tàu Cộng và 11 viện trực thuộc đã sử dụng công nghệ sinh học để hỗ trợ các mục đích quân sự và vi phạm nhân quyền, bao gồm các việc phát triển vũ khí điều khiển não của con người. Đây có thể là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ chính thức vạch trần vũ khí kiểm soát não của Đảng Cộng sản tàu. Tuy nhiên, trong bản thông báo thì Bộ Thương mại Mỹ không đưa ra bất kỳ giải thích nào chi tiết về vấn đề này. Mặc dù chính quyền Cộng sản tàu chưa bao giờ thừa nhận rằng họ đang nghiên cứu phát triển, sở hữu hoặc sở hữu vũ khí điều khiển não, nhưng trong những năm qua, chế độ bạo quyền của Tàu Cộng đã phát triển mạnh mẽ để kiểm soát dân chúng, nhất là sau khi nó đã ra cái lệnh gọi là an ninh quốc gia. Tờ Thời báo Epoch Times đã nhận được đưa tin về nhiều người Tàu Cộng tự thuật trải nghiệm bị chính quyền đàn áp điều khiển não. Vì những hạn chế của bạo quyền Cộng sản tàu, các phóng viên không thể xác minh độc lập những cáo buộc của người dân tàu về thứ vũ khí này. Nhưng họ đã tìm thấy các xác nhận được một số thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chương trình vũ khí điều khiển não bộ của con người mà Tàu Cộng đã thi hành mấy năm nay. Thì chẳng hạn như là Học viện Khoa học Quân y của Tàu Cộng đã từng ghi danh bằng sáng chế dựa trên phương pháp thiết bị tương tác thực tế nhận tín hiệu từ não ngày 29 tháng 5 năm 2019. Cho nên quý vị đã thấy Tàu Cộng đã hợp tác với những các cái công ty của Mỹ để mà nó kiểm soát con người, không phải bây giờ mà 3-4 năm trước. Rồi thêm vào đó, họ còn đưa ra những cái bằng sáng chế được công bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 và ngày 28 tháng 8 năm 20. Nói về bằng sáng chế CN105210A và CN110520B1. Đưa lên kiểm soát não bộ và sự suy nghĩ của con người. Nó áp dụng cho những cái tên tù binh trước, tức là Cộng sản tàu nó nhốt những cái người mà chống đối nó, xong rồi nó đưa cái hệ thống vào nó thí nghiệm để kiểm soát não bộ của con người, suy nghĩ của con người mà Cộng sản nó gọi là tư duy. Nói một cách đơn giản, sáng chế này đã dựa trên các điện cực thu nhận điểm não không xâm lấn, sau khi nó đã thí nghiệm trên loài khỉ, loài chuột, và nó đã thí nghiệm trên những cái tù nhân của Tàu Cộng, có hàng chục triệu tù nhân trên toàn nước Tàu Cộng của
Trung Hoa. Rồi phương pháp thực hiện được mô tả trong tài liệu bằng sáng chế là tiếp xúc với đầu của đối tượng và tiến hành các thí nghiệm. Nó gắn những cái mạch điện vào trong con người, trong đầu để nó điều khiển thần kinh của con người. Tuy nhiên, bằng sáng chế nhấn mạnh các phương án trên chỉ là phương án mẫu, còn sự thực nó làm, nó gài những cái con chip vào trong dòng máu. Thí dụ nó là chích ngừa, nhưng mà nó ở trong cái thuốc chích ngừa đó nó có những con chip để nó điều khiển não bộ của con người. Nếu nói rằng đơn xin cấp bằng sáng chế do Học viện Tàu Cộng và năm 2019 có vẻ mù mờ, thì đến năm 2020, Tàu Cộng đã chính thức tuyên bố đã có những bằng sáng chế về vấn đề kiểm soát suy nghĩ của con người. Tuy nhiên, bài báo này của quân đội Tàu chỉ cáo buộc rằng Hoa Kỳ và Nga đang phát triển vũ khí điều khiển não, nhưng không nói một lời nào về việc Cộng sản Tàu có nghiên cứu hay không. Tức là Cộng sản Tàu nó tố ngược lại, đây là việc làm của Hoa Kỳ và của Nga, trong khi đó Hoa Kỳ và Nga chưa bao giờ bàn đến. Rồi Viện Y học Phóng xạ của Đảng Cộng sản Tàu cũng đã cho biết là đã thiết lập 20 cơ sở để điều khiển não bộ con người trong các trại tù binh. Quý vị thấy chưa? Các cái trại tù binh của Tàu Cộng bây giờ nó đều có những cái cơ sở để nó thí nghiệm và nó kiểm soát não bộ của con người. Và những người mà điều khiển đó đa số là người ngoại quốc, có thể là từ Nga, có thể là từ Mỹ, có thể là từ Đức. Các nhà nghiên cứu Học viện Quân y cho biết rằng là cho đến bây giờ họ đã có trên 25.000 người được thí nghiệm qua cái hệ thống não bộ. Dự án trước là dự án nghiên cứu khoa học. Khi viết bài viết để công bố, hai bài luận này đã được bị bỏ xuống và đã bị thế giới lên án Tàu Cộng. Năm 2016, hàng chục viên chức cục tình báo ở thủ đô Havana của Cuba đã mắc cái bệnh bí ẩn liên quan đến não bộ, trong đó bao gồm đau đầu, buồn nôn và mất thính giác, tương tự như triệu chứng của các cuộc tấn công bằng âm thanh, bằng siêu thanh. Người ta gọi là hội chứng Havana ở bên Cuba. Rồi đến năm 2018, các nhà ngoại giao Mỹ tại Quảng Châu cũng gặp phải trường hợp tương tự, khiến chính phủ Hoa Kỳ buộc phải rút một số nhà ngoại giao. Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Tàu tuyên bố rằng chính quyền Tàu đã mở một cuộc điều tra nhưng không có kết quả. Quý vị thấy lưu manh không? Tuy nhiên, trước khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần đầu tiên chính thức liệt kê các loại vũ khí điều khiển não này, thì Tàu Cộng đã có nhiều lần bị các quốc gia đồng minh của họ như là Cuba, Bắc Hàn đều lên án những hành động này. Và hiện nay, 11 viện trực thuộc của quân lực của Tàu Cộng đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt vì chúng đã sử dụng điều khiển não bộ của con người. Thứ nhất, Viện Dịch vụ Y tế và Thông tin về Y tế. Thứ hai, Viện Phóng xạ và Bức xạ Y học. Thứ ba, Viện Y học Cơ bản. Thứ tư, Viện Vệ sinh Môi trường Y tế. Thứ năm, Viện Dịch tễ học Vi sinh vật. Thứ sáu, Viện Độc chất và Thuốc. Thứ bảy, Viện Thiết bị Y tế. Thứ tám, Viện Kỹ thuật Sinh học. Thứ mười, Viện Huyết học Truyền máu dã chiến. Thứ 11, Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Số 12, Viện Nghiên cứu Thú y Quân đội. Một cái điều mà người ta lo ngại nhất là các người du khách đến Tàu Cộng vẫn bị quân đội nó điều khiển và nó sẽ trích những cái loại thuốc gọi là bổ, gọi là thuốc bệnh, gọi là các loại thuốc dịch. Cho nên trong tất cả các cái loại dịch của Tàu Cộng đều có cái vấn đề kiểm soát đầu não của con người. Cho nên tốt hơn mình biết thương những cái nước nghèo khổ như Campuchia, như Lào, Tàu Cộng nó bắt nạt, nó đưa ra hàng chục triệu viên thuốc, hóa ra là các cái chế độ cộng sản của Campuchia, là của Hun Sen, của Lào Cộng, là nó tiếp tay với Tàu Cộng để mà diệt dân của địa phương, là như thế. Rồi câu chuyện nữa rất vui, đó là anh chàng Elon Musk. Quý vị biết rằng Elon Musk mấy ngày hôm nay bị Cộng sản tố tơi bời. Chuyện đã dễ hiểu là vì Elon Musk nó phóng lên không trung gần 2.000 vệ tinh, nó gọi là Starlink, nó liên lạc thành ra một cái mạng lưới Internet toàn cầu. Nó cung cấp khang cùng ngõ hẻm của đất nước này đều được thấy. Đồng thời nó muốn tương lai nó sẽ nối liền với lại hỏa tinh.
Bởi vì đường lối của ông Elon Musk, quý vị biết mà, ông ta chủ trương là colonize, tức là tạo hỏa tinh thành một cái vùng thuộc địa của con người. Và khi mà đã đưa con người lên trên đó ở lâu năm, thì quả đất sẽ trở thành một cái travel destination, nơi đó để cho vacation, hoặc là ban ở trên hỏa tinh. Đối với ông Elon Musk, ông chủ trương đưa 1 triệu người lên hỏa tinh để mà sinh sống. Và hai ngày vừa rồi chúng ta lại có thêm Jeff Bezos tuyên bố một câu rằng tương lai quả đất này sẽ là cái nơi dành cho những người già và nơi để vacation. Còn những người trẻ và những người mà hãng còn sức sống mãnh liệt, một lớp công dân mới thì trên hỏa tinh. Bởi vậy cho nên quý vị thấy từ tháng 4, tháng 7 đến bây giờ, thứ nhất, đầu tiên là ngày mùng 9 tháng 7 là công ty Virgin và John Branson đã du lịch vào không gian. Rồi đến ngày 20 tháng 7, 10 ngày sau, đến lượt Jeff Bezos cùng với 3-4 phi hành gia đi vào không trung trong vòng 11 phút. Rồi sau đó, quý vị thấy, đến tháng 8 vừa rồi, thì Elon Musk đã đưa cả một phi đoàn, gọi là một nhóm phi đoàn gia phi hành mà không bao giờ làm du lịch không gian, đi lên không trung 3 ngày trời liên tiếp và trở về an toàn. Cho nên đây là một trong những cái dấu hiệu mà cơ quan NASA của Hoa Kỳ đã ký một hợp đồng với ông SpaceX Elon Musk 12 tỷ để có thể chế tạo những cái loại phi thuyền không gian trong tương lai để đưa con người trở lại nguyệt cầu vào năm 2026 cho đến 30 tới đây. Bởi vậy cho nên là Jeff Bezos đã kiện SpaceX, nhưng cuối cùng đã thua, là vì SpaceX quá hay, không có một tuần nào là không có phóng phi thuyền vào không gian, rồi lại còn dùng lại những cái loại phi thuyền mà chở khí helium để có thể tái sử dụng đến 30 lần, tiết kiệm hàng chục triệu đô la. Bởi vậy cho nên khi mà bà Elizabeth Warren chọc kẹo ông Elon Musk về vấn đề không đóng thuế, ông ta bảo rằng tôi là một người đóng thuế nhiều nhất so với bất cứ người Mỹ nào ở Hoa Kỳ lịch sử. Đồng thời tôi đã cung cấp cho cái mảnh đất này, cái quê hương mà tôi nhận làm quê hương thứ hai này, ông gọi là adopted country, rất nhiều cái quyền lợi và ưu thế. Đến giờ này thế giới nhìn Hoa Kỳ với cặp mắt rất sững sờ, là vì không có ngày nào mà Hoa Kỳ không có chương trình đưa người vào không gian và chế ngự vũ trụ. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.